cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn nha các bạn. Thì chúng ta đã có một cái món cải chua rất là ngon luôn các bạn. Xin chào các bạn nha, hôm nay thì Hùng sẽ làm cái món dưa cải chua các bạn. Hôm nay mình có chuẩn bị đi chợ thấy có bán cải chua mua được 2 kg nè các bạn. Thì gần Tết ấy, thì nhà nào cũng có cái món này hết trơn á. Mình ngâm cái món cải chua này ăn với thịt kho hột vịt là hết sảy luôn nha. Thì bây giờ hôm nay Hùng làm, Hùng quay lại cái video cho các bạn xem nha. Mình muốn nó mau ăn đó các bạn, thì mình cắt ra từng bẹ hết rồi mình đem đi ngâm thì nó sẽ mau ăn hơn mình để nguyên bắp nha. Đó, bây giờ mình cắt xong rồi mình tách ra từng bẹ này hết luôn nè các bạn. Hùng thì Hùng không ăn cái lá nha, có người ăn cái lá thì mình giữ lại, thì cái này mình không ăn lá thì mình cắt bỏ cái lá luôn, mình chỉ lấy xác cái bẹ thôi nè. Hùng bỏ lá luôn, bỏ cái đuôi lá luôn. Đó, mình cắt như là mình tước ra từng bẹ luôn mà. Nếu mình tách ra từng bẹ vậy thì mình ngâm khoảng tầm 2-3 ngày là cải nó vàng rồi, có thể mình ăn được rồi. Không bỏ lá hết luôn. Muốn làm cải chua ngon á, điều đầu tiên là phải lựa cải chua sao cho cái bẹ cái bắp nó bự á. Mà bữa nay ở ngoài chợ bán bắp nó cũng không được bự lắm. Cái cọng này nó bự nè, mình ngâm nó mới giòn mới ngon hơn, chứ cải chua mà cái cọng nhỏ là nó còn non á, ngâm nó không không ngon đâu các bạn. Đây mình vừa cắt gọn hết cái phần lá rồi mình tách bẹ ra hết rồi các bạn. Thì bây giờ mình cắt nhỏ là hơn xíu nha. Một cái bẹ này mình cắt tầm khoảng một nửa ra làm hai vậy đi, để cho nửa nó mình ngâm nó mau thấm hơn các bạn. Cái nào nhỏ quá thì mình để nguyên cũng được. Nó mình cắt đôi ra hết đi các bạn. Để mình ngâm nó mau ngắm hơn. Chứ mình để nó to quá thì nó lâu ngắm á. Thì cái nào bự thì mình cắt đôi ra. Hay là các bạn muốn cắt nhỏ hơn nữa cũng được, thì khi mình ngâm mà nó chua ra mình vớt ra thì mình ăn luôn, mình khỏi mất công cắt nhỏ lại nữa. Rồi sau khi mình cắt nhỏ về xong rồi các bạn, thì mình trải ra ngoài mình phơi nha, mình phơi cho nó héo nha. Nếu mình không có ở ngoài mình không có nắng gì á thì mình sẽ để trong nhà cũng được, nhưng mà mình banh ra ngoài cho nó héo hết. Cải mình phơi cho héo héo á, khi mình múi dưa thì nó mới giòn các bạn, chứ mình để mà nó tươi cứng như mình muối cũng được luôn, nhưng mà khi mình muối á thì cái dưa của mình sau đó nó không vàng mà nó không giòn bạn. Các phần cải chua mình sau một buổi từ sáng mình để tới chiều á thì nó đã héo rồi nè mọi người. Đó, nó héo nó mềm rồi nè, nó không còn cái độ giòn nữa. Thì bây giờ mình sẽ gom cái phần cải chua này đi rửa cho sạch cái phần cát bụi bụi bẩn dơ nha mọi người. Đó, nó héo rồi nè mọi người. Thấy không? Rồi thấy không? Nó héo nó không còn cái độ giòn nữa. Đây. Đây là 2 kg, bây giờ còn khoảng bao nhiêu đây? Thì mình đem đi rửa nha. Đó, bây giờ mình sẽ đổ nước vô mình rửa cho nó sạch bụi bẩn cát dơ trong cải chua nha mọi người. Mình rửa 2-3 nước thôi. Thường ở trong cái phần bẹ như này nó sẽ dơ lắm, nó sẽ bụi hoặc là cát á, khi mình trồng nó dính ở trong cái bẹ, nên bây giờ mình rửa kỹ, mình kỳ vào cái phần trong cái bẹ cho nó sạch luôn, nữa mình ăn thì nó an toàn hơn. Tại vì cái lúc mà mình cắt cải mình phơi á, mình không rửa vì lý do trong lúc mình phơi thì nó vẫn có dính bụi bẩn nữa, nên khi mà mình phơi xong mình đã rửa luôn. Nó mình rửa 2-3 đứa gì đó, còn mình vớt ra mình để cho nó ráo. Đó, sau khi mình rửa cải chua này xong thì mình để cho cái rổ này cho nó ráo nước nha mọi người. Rồi bây giờ mình cho lên bếp mình nấu cái nước để ngâm cải chua nha các bạn. Mình chuẩn bị tầm khoảng 2 lít nước nha. Đó, và trong cái hỗn hợp 2 lít nước này thì mình bỏ vào đây khoảng tầm nửa chén muối nha các bạn. Mình bỏ vô đây khoảng nửa chén muối nè. Và khoảng 1 phần 3 chén đường nha. Đó, đường cát của mình luôn. Và mình để cho nó sôi rồi mình quậy tan đều ra. Đó, bây giờ mình cái hỗn hợp mình nó tan hết rồi các bạn. Giờ các bạn để cho cái nước này nó sôi nha. Nếu có bọt thì hớp bọt cho nó sạch. Là xong rồi đó các bạn. Lý do mình bỏ đường vào cái hỗn hợp nước ngâm này là để cho nó mau lên men các bạn. Khi mình có đường vô thì mình sẽ làm cho cái phần cải chua của mình nó lên men mau hơn. Và khi mình ngâm nước muối mà có đường á thì làm cho cái phần cải chua nó không mặn quá. Nó ở cái độ dịu dịu á, nữa mình ăn nó sẽ ngon hơn khi mà mình ngâm muối không nha. Cái hỗn hợp này á các bạn nấu sao cho nó có cái độ mặn mà đừng có mặn chát quá nha. Nó hơn cái độ mặn bình thường một xíu thôi, và mình có một xíu đường á nên mình dặn lại á, nó không có mặn quá. Cái dạng nước này là nó hơi đậm đà đậm đặc xíu thôi nha các bạn. Mặn quá thì nửa cái cải chua chúng ta ngấm vô á nó mặn lắm, ăn không ngon. Và cũng đừng có lạt quá, lạt thì cái cải chua chúng ta nửa ngâm á nó sẽ mau hư lắm các bạn.
Và bây giờ cái hỗn hợp nước này nó đã sôi và nó tan hết rồi, thì bây giờ mình sẽ tắt bếp nha. Cái phần nước ngâm mình nấu sôi mình để nằm ấm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần cải chua này vô nha. Đây cái phần cải chua mình vớt ra lúc nãy nó ráo nước rồi nè. Bây giờ mình sẽ bỏ vô hũ nha các bạn. Mình chuẩn bị sẵn một cái hũ này nè. Mình không có hũ thủy tinh thì mình xài cái hũ nhựa, hũ sành thì cũng được nha. Đó, mình bỏ lớp đó, mình có chuẩn bị một ít củ hành nữa các bạn, mình bỏ củ hành vô ngâm chung luôn nha cho nó ngon hơn. Đó, mình bỏ vô một lớp cải chua, cái mình bỏ một ít củ hành vô. Bây giờ mình bỏ vô tiếp nè. Xong rồi bây giờ mình sẽ chế cái phần nước này vô nha. Nước mình nấu rồi nè, nó hơi ấm ấm rồi nè, mình chế nước vô nha các bạn. Lưu ý là các bạn đừng có chế nước khi mà chúng ta nấu sôi nha, còn nóng quá chế vô thì mình nó chín cải hết á, nó làm cho cải mình sẽ không giòn mà nó yếu đi các bạn. Nên các bạn tốt nhất các bạn để nước ấm ấm các bạn hãy chế vô nha. Đây mình có cái nắp nè, để mình đè nó xuống cho nó thấm đều nước nha, chứ mà nó không ngấm đều nước hết, nó để trên mặt á thì sẽ bị hư các bạn. Lấy một cái chén mình bỏ vô nữa là xong. Nếu các bạn không có cái nắp gài thì các bạn bỏ bằng cái bịch nước hoặc là thanh tre gì đó, nếu mình có thì mình gài. Sau bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nè. Hũ cái chua chúng ta vừa hoàn thành xong nè, các bạn thấy đẹp chưa? Thì cái này mình ngâm tầm khoảng 2-3 ngày á, cải nó vàng lên nó ngấm đều á là mình có thể ăn được rồi đó các bạn. Thì để tầm 2-3 ngày sau mình cho các bạn xem kết quả nha. Hay các bạn nhìn nè, sau một ngày thì cái hũ cải chua của mình nó đã chuyển màu rồi các bạn. Đó, các bạn thấy cái nước nó chuyển hơi đục đục không? Cái này nó có cái bọt khí nè, là nó đang quá trình lên men nè, đó. Đây là kết quả của hũ cải chua mình làm sau khoảng 3 ngày rưỡi, chưa tới 4 ngày nha các bạn. Nó đã vàng ươm hết rồi nè các bạn. Bây giờ mình có thể vớt ra và mình có thể ăn được rồi đó các bạn. Hùng sẽ dỡ nắp ra xem kết quả bên trong như thế nào nha, để trải kết quả cho các bạn nè. Tùy vào thời tiết nóng hay lạnh thì cải chua chúng ta lên men nó mau hay là lâu á các bạn. Thời tiết này nọ rồi nó hơi lạnh xíu nên nó lên men hơi chậm, chứ mà bữa Hùng làm khoảng 3 ngày là có thể ăn được rồi, hơn 2 ngày rưỡi gì. Đây. Các bạn thấy cây chua vàng ươm không? Không ăn luôn nè. Bây giờ mình sẽ rắc cái dĩa cho bạn xem nha. Cái mùi thơm rất là đặc trưng luôn nha các bạn. Mình muối kiểu này là mình nấu cái nước sôi mình để nguội á, là cải chua mình nó không có lên bọt hay là gì hết á. Sau tầm khoảng 3 ngày rưỡi thì chúng ta đã có một cái món cải chua rất là ngon luôn các bạn. Khi mà mình làm như thế này ở nhà thì mình bảo đảm được an toàn vệ sinh thực phẩm nè, mình rửa từng cái bẹ cải nó sạch đó các bạn. Đó nên cảm giác ăn rất là an tâm so với mua ở ngoài chợ á. Cải chua mình làm theo cái hướng này thì nó vàng ươm các bạn thấy không? Nhìn cái bẹ cải là các bạn thấy thích liền luôn á. Cái món cải chua này thì chúng ta có thể ăn sống nè, làm dưa món luôn, hoặc là các bạn có thể chế biến thêm là xào thịt bò, hoặc là xào với thịt heo quay, xào trứng. Tùy các bạn muốn chế biến thành món gì thì các bạn chế biến nha. Và đặc biệt là ngày Tết là cái món cải chua này ăn với thịt kho trứng là hết sảy nha. Không thể thiếu trong ngày Tết luôn nha các bạn. Quay cận này các bạn thấy cái món cải chua nó nhìn bắt mắt ghê không? Mình khi mà mình ngâm mình bỏ đường vô để nó dằn lại cái đầu mặn của cải chua, nên khi mình bây giờ mình vớt ra nè, nó rất là vừa ăn nha, nó không có hăng và nó cũng không có mặn nữa. Đó, đây là video làm cải chua đã xong rồi nè các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi nha. Nếu các bạn thấy thích thì hãy like và subscribe kênh nha. Bye bye.